Hiya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay lại là một bài viết của tác giả Ngân. 6 điều bạn nên biết trước khi quyết định tắm uyên ương. Các cảnh đẩy đưa dưới nước ở trên phim ảnh luôn rất gợi tình và lãng mạn, khiến cho nhiều cặp đôi muốn trải nghiệm bộ môn tắm uyên ương ít nhất một lần. Nhưng mà dù làm tình ở trên cạn hay là dưới nước thì môn thể thao này vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Và bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những rủi ro ấy và hướng dẫn bạn cách tắm uyên ương làm sao cho mượt mà, an toàn nhất nhé. Thứ nhất, nước có thể rửa trôi chất bôi trơn tự nhiên ở cô bé. Nghe thì có vẻ ngược đời đấy, nhưng mà sự thật thì làm tình ở dưới nước sẽ khiến cho cô bé bị khô khan hơn là trên giường. Khi bé kêu đâm ra đâm vào dưới nước, một phần nước sẽ tự nhiên tìm đường trôi vào trong cô bé, rửa trôi dịch tiết âm đạo, có tác dụng bôi trơn, và kết quả cô bé sẽ bị khô đi. Và khi thiếu chất bôi trơn trong quá trình thâm nhập, bạn nữ có khả năng bị chảy xước nhẹ. Những vết chảy xước nhỏ đó có thể bị châm chích khi tiếp xúc với thứ gì đó gây kích ứng, chẳng hạn như là clo ở trong bể bơi hay là nước muối ở bãi biển. Vì vậy, bạn vẫn có nguy cơ khiến cho cô bé bị kích ứng hoặc làm mất cân bằng độ pH, dẫn đến viêm âm đạo do vi khuẩn và nhiễm trùng nấm men. Giải pháp ở đây là gì? Bạn nên dùng chất bôi trơn khi tắm uyên ương. Trong đó, chất bôi trơn gốc silicon là lựa chọn tốt nhất nha. Nhớ là đừng dùng chất bôi trơn gốc dầu hoặc là gốc nước nha. Vì chất bôi trơn gốc dầu có thể làm hỏng bao cao su, còn gốc nước thì sẽ bị trôi đi trong môi trường nước. Thứ hai, bạn vẫn có thể mang thai trong khi tắm uyên ương. Nếu bạn trai xuất ở bên trong bạn nữ và cả hai không dùng biện pháp tránh thai nào, thì bạn nữ vẫn có khả năng mang thai. Lý do là tinh dịch sẽ không bị rửa trôi dù cho có nước chảy vào cô bé khi thâm nhập. Thứ ba, nhưng mà điều này thì không có nghĩa là bạn có thể mang thai chỉ vì ai đó xuất tinh vào vùng nước mà bạn đang tắm. Chắc hẳn là mọi người từng nghe tin đồn về việc có người mang thai sau khi bơi ở trong hồ bơi hoặc là bồn tắm nước nóng mà lý do vì có người xuất tinh ở đấy. Thật may đây chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Theo Planned Parenthood, tinh trùng có thể sống bên ngoài cơ thể trong một thời gian ngắn ở điều kiện thích hợp. Nhưng nhiệt độ ở trong bồn tắm nước nóng quá cao khiến tinh trùng không thể nào sống sót được. Dù cho ở nhiệt độ bình thường như là hồ bơi, nước cũng không phải là môi trường thích hợp để tinh trùng tồn tại. Chưa kể đến việc có rất ít khả năng nước chứa tinh trùng sống sót có thể xâm nhập vào cô bé. Vì vậy, điều kiện để bạn nữ có thể mang thai khi ở dưới nước là bạn nam phải xuất trực tiếp vào bên trong bạn nữ. Thứ tư, cũng giống mang thai, bạn có thể bị nhiễm trùng qua đường tình dục, dù làm tình trên cạn hay là ở dưới nước. Clo và các chất khử trùng khác ở trong bể bơi, bồn tắm có thể giết chết một số vi khuẩn, nhưng không thể bảo vệ bạn khỏi nguy cơ nhiễm trùng qua đường tình dục. Thực tế, miễn là bạn có tiếp xúc giữa bé kêu và cô bé thì đều có thể bị nhiễm, và đặc biệt nguy hiểm hơn nếu như mà đối phương cũng đang bị nhiễm bệnh. Thứ năm, để giảm nguy cơ mang thai và lây nhiễm STI, nhiễm trùng qua đường tình dục, thì bạn nên dùng đồng thời bao cao su và một biện pháp tránh thai khác khi làm tình ở dưới nước. Vì sao phải dùng đồng thời hai biện pháp tránh thai? Lý do là vì bao cao su có khả năng bị tuột ra khi hành sự ở dưới nước. Ngay cả khi không bị tuột, nước vẫn có thể lọt vào khe hở giữa bao và bè kêu, làm lỏng bao và giảm khả năng bảo vệ của bao. Ngoài ra thì chất khử trùng như là clo hay là nhiệt độ cao khi tắm nước nóng có thể làm hỏng bao cao su. Chưa kể, tàn dư của các sản phẩm gốc dầu như là kem chống nắng, dầu tắm có thể tiếp xúc với bao và làm giảm độ bền của bao trong lúc hành sự. Vì vậy, bạn nên đeo bao trước khi xuống nước để giảm khả năng bị tuột và dùng thêm một biện pháp tránh thai khác để tăng mức độ an toàn nha. Thuốc tránh thai hàng ngày, miếng dán tránh thai, vòng tránh thai là sự lựa chọn tốt nhất khi tắm uyên ương.
Nhưng mà nếu bạn không muốn dùng cả hai biện pháp tránh thai vì quá rối rắm, nhưng mà lại sợ bị mang thai và lây nhiễm bệnh, thì có một biện pháp khác thay thế hiệu quả hơn, đó là dùng bao cao su cho nữ. Loại này thì rất thích hợp để làm tình ở dưới nước, vì bao được đeo lỏng ở bên trong cô bé nên là không sợ bị tuột. Thứ 6, chọn địa điểm phù hợp. Nhắc đến tắm uyên ương thì chúng ta thường nghĩ đến các địa điểm như là hồ bơi, công cộng hay là riêng tư, biển, bồn tắm hay là dưới vòi hoa sen. Thử xét lần lượt từng địa điểm nha. Với hồ bơi, tốt nhất thì bạn nên sử dụng hồ bơi riêng tư tại nhà. Chưa nói đến vấn đề public có thể gây ảnh hưởng đến người khác, các hồ bơi công cộng thường chứa nhiều clo, hóa chất và cũng bẩn hơn nữa. Với biển thì muối và cát không phải là những người bạn tốt của cô bé, chưa kể đến là những sinh vật lạ, chất bẩn có thể bị đẩy vào trong cô bé nữa. Còn bồn tắm tại nhà hoặc là dưới vòi hoa sen là địa điểm an toàn mà cũng không kém phần thú vị. Nhưng mà cũng lưu ý là làm tình ở hai chỗ này thì dễ gây ra tai nạn nhỏ như là trơn trượt chẳng hạn. Vì vậy, ở trong bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tình ở trong nhà tắm an toàn, không bị trượt té hay làm đổ bể thứ gì đó. Tóm lại là luôn sử dụng bao cao su và một biện pháp tránh thai khác khi tắm uyên ương để giảm nguy cơ mang thai hay là bị nhiễm bệnh. Sử dụng chất bôi trơn gốc silicon để tránh tình trạng khô âm đạo và bị kích ứng. Cân nhắc khi chọn địa điểm mây mưa an toàn như bồn tắm hoặc là bể bơi tại nhà. Không bao giờ quan hệ tình dục dưới nước khi một trong hai đang cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, thể chất yếu hay là say xỉn. Chỉ tắm uyên ương khi cả hai đồng ý. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.